Chào các bạn học sinh khối 5. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn tiết tập đọc tuần 24. Trước khi vào bài học, cô trò chúng ta sẽ cùng khởi động bằng một bài hát hết sức quen thuộc hiện nay nhé. Tình dịch bệnh không bùng cháy lên. Cùng giơ tay xoa 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 nè. Đừng nên cho tay lên mặt mũi miệng. Ta hạn chế đi ra nơi đông người. Để lùi virus corona, corona. Tôn nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình. Cùng nâng cao ý thức của xã hội. Để lùi virus corona, corona. Sau khi khởi động xong, các bạn nhớ khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng, ăn uống điều độ, năng tập thể dục để giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Để giữ gìn cuộc sống bình yên thì trong mỗi cộng đồng đều có những luật lệ yêu cầu mọi người phải tuân theo. Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đến thăm dân tộc Anh em ED, một dân tộc thiểu số sống ở vùng Tây Nguyên để tìm hiểu một số luật lệ của họ qua bài Luật tục xưa của người ED. Mục tiêu bài học của chúng ta như sau, các bạn đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng từ ngữ câu, đoạn, bài, biết đọc diễn cảm bài văn, đồng thời hiểu được ý nghĩa của bài. Người ED từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt nghiêm minh, công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay qua 3 hoạt động. Hoạt động 1 luyện đọc, hoạt động 2 tìm hiểu bài, hoạt động 3 luyện đọc diễn cảm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hoạt động thứ nhất, luyện đọc. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang 56-57. Các bạn lưu ý, chúng ta sẽ đọc bài với giọng chậm, rõ ràng, mạch lạc, thể hiện tính nghiêm túc của văn bản. Các bạn hãy lắng nghe cô đọc, đọc thầm theo và gạch chân những từ mà bạn cảm thấy khó đọc nhé. Luật tục xưa của người ED về cách xử phạt, chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng, chuyện giữa những người bà con, anh em cũng xử như vậy. Nếu là chuyện nhỏ thì phạt tiền một song, chuyện lớn thì phạt tiền một co. Nếu là chuyện quá sức con người gánh không nổi, vác không kham thì người phạm tội phải chịu chết. Về tang chứng và nhân chứng, phải nhìn tận mặt, phải bắt tận tay kẻ phạm tội, phải lấy được giữ được gùi, khăn, áo, dao của kẻ phạm tội, phải khoanh một vòng tròn dưới đất, khắc một dấu trên cột nhà. Nếu ở trong rừng phải bẻ nhánh cây, khắc dấu vào cây rừng để làm dấu nơi xảy ra sự việc. Phải có 4-5 người hoặc vài ba người có mặt khi việc xảy ra. Mọi người tai đều đã nghe, mắt đều đã thấy, có như vậy các tang chứng mới chắc chắn. Về các tội, tội không hỏi mẹ cha, có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ, bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Tội ăn cắp, kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội, kẻ đó phải trả lại đủ giá, ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp. Tội giúp kẻ có tội, kẻ đi cùng đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội. Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình, kẻ mà địch không đi được thì cõng, địch không ăn được thì mớm, địch không biết thì nói cho biết, làm hàng trăm dân làng bị địch bắt, hàng nghìn dân làng bị địch giết là kẻ có tội lớn. Phải xử kẻ đó bằng dao sắc gươm lớn và bỏ xác hắn cho diều tha quả mổ, theo Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn. Để giúp các em dễ dàng nắm bắt nội dung của bài, cô sẽ chia bài thành 5 đoạn. Đoạn 1, từ về cách xử phạt cho đến chịu chết. Đoạn 2, từ về tang chứng cho đến mới chắc chắn. Đoạn 3, từ về các tội cho đến đưa ra xét xử. Đoạn 4, từ tội ăn cắp cho đến cũng là có tội. Đoạn 5, từ tội dẫn đường cho địch đến hết. Cô cũng lưu ý các bạn, trong bài cũng có một số từ dễ phát âm sai. Các bạn chú ý phát âm chính xác, phân biệt dấu hỏi, ngã, âm sờ, âm sờ. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu, các bạn cùng đọc theo cô nhé. Luật tục xưa, xử phạt, song, tang chứng, nhân chứng,
gùi, khoanh, khắc dấu, chắc chắn, xét xử, của cải, mớm, dao sắc, diều tha, quạ mổ. Bên cạnh đó cũng có những câu dài cần ngắt nghỉ hơi như sau. Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ, bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Như vậy, các bạn nhớ ngắt hơi sau chỗ gạch chéo, dấu phẩy và sau dấu chấm thì chúng ta ngừng lâu hơn dấu phẩy một chút. Và trong bài cũng có một số từ cần giải nghĩa như sau. Luật tục là những quy định phép tắc phải tuân theo trong buôn làng bộ tộc. Song, co, các đơn vị tiền cổ của người ED, hai song bằng một co. Tang chứng là sự vật sự việc chứng tỏ hành động phạm tội. Nhân chứng là người làm chứng. Trả lại đủ giá, tức là trả lại đủ số lượng và giá trị. Ngoài ra, cô còn giới thiệu cho các bạn thêm về hai sự vật được nhắc đến trong bài, đó là cây sung và gùi. Sau khi giải nghĩa từ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc theo đoạn. Các bạn nhớ đọc to rõ, chú ý ở các từ khó, ngắt nghĩa hơi đúng sau dấu phẩy dấu chấm ở các câu dài nhé. Đối với bài tập đọc, các bạn sẽ đọc hay và diễn cảm hơn khi chúng ta hiểu được nội dung bài. Cô và các bạn sẽ bước vào hoạt động 2 tìm hiểu bài nhé. Ở câu hỏi thứ nhất, các bạn từ hiểu biết của bản thân hãy suy nghĩ và trả lời cho cô, người xưa đặt ra luật tục để làm gì? Các bạn thấy đó, xã hội nào cũng cần có luật pháp quy định quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người. Con người muốn sống trong cộng đồng cần phải sống và làm việc theo pháp luật. Chính vì thế, người xưa đặt ra luật tục để bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng. Câu hỏi thứ hai dành cho các bạn là: hãy kể những việc mà người ED xem là có tội. Để trả lời câu hỏi này, các bạn hãy đọc lại phần về các tội trang 57 trong bài. Những việc mà người ED xem là có tội: tội không hỏi mẹ cha, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình. Từ đoạn 1 và đoạn 2 cho thấy người ED xử phạt rất công bằng. Em hãy đọc thầm đoạn 1, đoạn 2 và trả lời cho cô câu hỏi. Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào ED quy định xử phạt rất công bằng. Những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào ED quy định xử phạt rất công bằng. Thứ nhất, các mức xử phạt rất công bằng. Chuyện nhỏ thì xử nhẹ phạt tiền một song, chuyện lớn thì xử nặng phạt tiền một co. Người phạm tội là bà con anh em cũng xử như vậy. Thứ hai, tang chứng phải chắc chắn, phải nhìn tận mặt, bắt tận tay, lấy và giữ được gùi, khăn, áo, dao của kẻ phạm tội, đánh dấu nơi xảy ra sự việc mới được kết tội. Thứ ba, nhân chứng phải có 4-5 người hoặc vài ba người làm chứng, tai nghe, mắt thấy thì tang chứng mới có giá trị. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng trong bài. Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết. Các bạn thấy đó, xã hội ngày càng phát triển thì càng cần có nhiều luật lệ, cho nên các bộ luật lần lượt ra đời để mọi người thực hiện theo nhằm đảm bảo trật tự trị an của xã hội. Cô sẽ giới thiệu cho các bạn tên một số bộ luật ở nước ta hiện nay. Đầu tiên là luật giáo dục, quy định về hệ thống giáo dục trong cả nước, quyền và trách nhiệm của những người liên quan đến hoạt động giáo dục, hay là luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em và việc chăm sóc giáo dục trẻ em, như trẻ em được đi học, được yêu thương, được chăm sóc, được vui chơi. Còn có luật bảo vệ môi trường, hay bên cạnh đó là luật giao thông đường bộ, quy định những điều chúng ta phải tuân thủ khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân, như đội mũ bảo hiểm, không được vượt đèn đỏ. Ngoài ra, còn có luật hôn nhân và gia đình, quy định quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong gia đình. Sau khi tìm hiểu bài, chúng ta thấy được, ngay từ ngày xưa, dân tộc ED đã có những quan niệm rạch ròi nghiêm minh về tội trạng, đã phân định rõ ràng từng loại tội, quy định các hình phạt rất công bằng với từng loại tội,
Người Ede đã dùng những luật tục đó để giữ cho buôn làng có cuộc sống trật tự thanh bình. Đó cũng chính là nội dung của bài học hôm nay. Người Ede từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất nghiêm minh công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động cuối cùng, luyện đọc diễn cảm. Các bạn lưu ý đọc to, rõ ràng, thể hiện tính nghiêm túc của bài đọc. Các bạn chú ý các từ khó đọc, các chỗ ngắt hơi trong câu dài. Và ngoài ra cũng cần nhấn giọng ở các từ được tô màu đỏ. Sau đây chúng ta sẽ đến với đoạn văn cần luyện đọc. Các bạn chú ý lắng nghe cô đọc mẫu một lần nhé. Tội không hỏi mẹ cha, có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha, đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ, bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Tội ăn cắp, kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội, kẻ đó phải trả lại đủ giá, ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp. Tội giúp kẻ có tội, kẻ đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội. Tiết học đến đây là kết thúc. Về nhà các bạn nhớ luyện đọc lại bài và trả lời lại các câu hỏi trong sách giáo khoa. Các bạn nhớ xem trước cho cô bài hộp thư mệt trang 62-63. Cô chúc các bạn có một ngày học tập thật tốt. Cô chào các bạn nhé.